cuộc đời nó khó khăn với em lắm hả Khoa? Dạ, thật sự em mới đi một cái chương trình thì người ta nói là em nên cắt tóc đi để khoe được cái khuôn mặt nó góc cạnh. Nên là em cũng cắt thử để cho khoe cái mặt góc cạnh của em. Thế sau khi cắt thì em cảm giác sao? Thấy mặt nó mất hết góc cạnh anh ạ. Còn Akirafan, không biết là cái cảm xúc của anh, cơn gió nào đã mang đến với chương trình này? Tới đây anh thấy nó, nãy giờ mấy bạn ra là thấy nói chuyện mà em làm cho mọi người thấy hoang mang, anh biết cái nào là thật, cái nào giả, nên bởi vậy nãy giờ cũng hồi hộp. Vậy thôi bây giờ mình làm cái thiệt đi, anh hát bài tặng mọi người nghe chơi được không quý vị?